Ok, thì đó là xong phần 2 nhá Tiếp theo mình sẽ chuyển đến phần 3 Đó là đa dạng hóa rủi ro Đúng không? Đa dạng hóa rủi ro Thì đây chúng ta hãy tìm hiểu về đa dạng hóa mà tìm hiểu về các loại rủi ro Đúng không? Và rủi ro nào có thể đa dạng hóa Còn rủi ro nào thì không Ok, thì đầu tiên là mình sẽ đi ở phần nhá Đa dạng hóa Đa dạng hóa là gì? Chính như cái tên của nó thôi Đa dạng tức là nhiều loại đúng không? Hóa thành nhiều loại đi Thì chờ. Tức là gì? Đa dạng hóa là kết hợp đầu tư ở nhiều loại tài sản đấy như cái tên nó thôi mình đã nói đúng không đa dạng hóa là hóa thành nhiều loại hóa thành đa dạng đấy kết hợp đầu tư ở nhiều loại tài sản mà các tài sản này không có tương quan xác định thuận hoàn toàn bởi vậy rủi ro danh mục đầu tư sẽ được giảm bớt nhờ biến động giảm tỷ suất sinh lợi của tài sản này được bù đắp bởi biến động tăng tỷ suất sinh lợi của tài sản khác được chưa ok đấy tóm lại đa dạng hóa là việc kết hợp nhá đầu tư ở nhiều loại tài sản mà các tài sản này không có tương quan xác định thuận hoàn toàn tương quan xác định thuận hoàn toàn tất cả gì thì em đã nói với nhau trên này rồi đây đó có thể xem lại nhé tương quan xác định thuận hoàn toàn đây thì rủi ro hại tài sản này không được giảm bớt đúng không đấy, nếu mà chúng ta tính được bằng một đấy PAB bằng một thì nó gọi là thuận hoàn toàn đấy. đấy chưa tương quan xác định thuận hoàn toàn tất cả rủi ro của hại tài sản này đúng bằng rủi ro của từng tài sản nên không được giảm bớt đấy chúng ta tránh rơi vào trường hợp này đúng không cho nên ấy ở đây đa dạng hóa người ta mới nói đấy là gì các tài sản này không có tương quan sợi thuận hoàn toàn tức là không có cái PAB bằng một nhớ nhá không có PAB bằng một mới được đấy. bởi vậy rủi ro sẽ được giảm bớt đúng không ok và ở đây mình sẽ tìm hiểu thêm một phần nữa đó là các loại rủi ro để xem ấy là rủi ro nào thì có thể đa dạng hóa để giảm bớt được còn rủi ro nào thì không thể đa dạng hóa để giảm bớt được đúng không thì tổng lại các bạn hiểu đơn giản cho mình ấy trong các loại rủi ro chúng ta có hai loại rủi ro đấy là rủi ro phi hệ thống và rủi ro hệ thống nói thật ra là ở trong môn thị trường chứng khoán chúng ta đã biết về các loại rủi ro này rồi đúng không? Ta cũng nói với nhau ở đây rồi. Có những loại rủi ro là gì? Rủi ro phi hệ thống và những loại rủi ro là gì? Hệ thống hệ thống các bạn hiểu đơn giản ý, là xảy ra với tất cả nền kinh tế luôn đúng không? Với cả nền kinh tế nói chung là toàn bộ ngành nghề các thứ. Còn rủi ro phi hệ thống như là không phải cả nền kinh tế thôi, tức là nó là nhỏ lẻ thôi đúng không? Những cái rủi ro nhỏ lẻ ý, thì sẽ là phi hệ thống. Còn rủi ro hệ thống là gì? rủi ro của toàn bộ nền kinh tế như là rủi ro chính trị, rủi ro lãi suất, được không? thì sẽ là rủi ro hệ thống. Và đơn giản là mình có thể ví dụ cho mọi người nhá, một cái ví dụ, Đây, một cái ví dụ nhá, cái gì ví dụ ở vui vui thôi. Ví dụ nhá, đi học muộn, đúng không? Cùng nói đi học muộn, nhưng mà ấy, đi học muộn này nó có nhiều lý do, đúng không? Có thể có hai lý do. Lý do thứ nhất này, giả sử cái lý do thứ nhất nhá là gì? Đường đang sửa. Ví dụ là con đường chủ bộc của chúng ta, đúng không con đường trường bọc chúng ta đang sửa chưa đang sửa đấy đang sửa nhiều trước làm cái cái cầu công cong ấy à, làm cái đường cao cao một công cong ấy đấy, hồi đang sửa đường ấy đúng không đang làm đường ấy đang sửa đang làm đường đi thì các bạn thấy là gì đây sẽ là rủi ro gì hệ thống đúng không tại sao ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả các bạn sinh viên bạn sinh viên nào ấy đi học cũng phải đi trên con đường trường bọc lý giả sử như vậy chẳng hạn đúng không đấy thì đấy gọi là rủi ro hệ thống vì nó ảnh hưởng đến tất cả ở đây ảnh hưởng đến tất cả sinh viên đúng không đấy, ví dụ đơn giản như vậy cho mọi người hiểu hơn thôi đấy còn lý do đi học muộn thứ hai là vì hỏng xe hỏng xe chẳng hạn đấy hoặc là dậy muộn chẳng hạn các thứ đúng không hỏng xe dậy muộn các thứ thì đây gọi là gì rủi ro phi hệ thống bởi vì rõ một người hỏng xe hay một người dậy muộn ấy thì tất cả các bạn khác vẫn đi học bình thường mà đúng không đòi hưởng đến các bạn khác đâu đấy thì nó gọi là do phi hệ thống nhá người hiểu không nếu mà chỉ ảnh hưởng đến riêng lẻ thôi thì nó gọi là rủi ro phi hệ thống còn rủi ro hệ thống thì là ảnh hưởng đến tất cả đấy như kiểu một cái ví dụ đi học muộn thôi đúng không thì nếu mà đường đang sửa ấy thì rõ ràng là rủi ro hệ thống rồi vì ai cũng phải đi trên đường ý đúng không đấy nhưng mà rõ ràng hỏng xe hay dậy muộn thì đây là chỉ mình mình hỏng xe dậy muộn thôi đấy đúng không chứ còn những người khác ấy vẫn dậy sớm này vẫn không hỏng xe đi học bình thường đúng không ok đấy thì đấy mình nói một chút nhá cho mọi người hiểu hơn về hai cái loại rủi ro này đó và bây giờ này chúng ta sẽ đi vào nội dung của nó một chút rủi ro không hệ thống tức là phi hệ thống này đúng không phi hệ thống là rủi ro xảy ra đối với một công ty hoặc một ngành nào đó không ảnh hưởng tới công ty hoặc các ngành nghề kinh doanh khác Hồi nãy mình đã nói mọi người hiểu rồi đây chỉ là cái định nghĩa của nó thôi đúng không thì nó cũng như là nãy mình nói thôi đúng không nó không ảnh hưởng đến nhiều cái nó ảnh hưởng đến một số cái nhỏ lẻ thôi thì nhá rủi ro phi hệ thống ấy có thể giảm thậm chí là loại trừ hoàn toàn bằng cách đa dạng hóa còn như thế được không mà cách đa dạng hóa thì chúng ta có thể là loại trừ luôn hoặc là giảm bớt rất là nhiều rủi ro phi hệ thống này được chưa ừ. rủi ro phi hệ thống nhá được chưa đây không biết sao mình lại ghi chữ có vào đây phi hệ thống thôi do phi hệ thống thôi nhá ok đấy tôi hiểu đơn giản như thế thôi được không tóm lại rủi ro phi hệ thống là rủi ro có thể đa dạng hóa chưa là rủi ro có thể đa dạng hóa đấy nếu mà do dạy muộn này chúng ta có thể đặt nhiều bảo thức lên đúng không lấy cả máy khác đặt vào thức đi đấy có phải là như thế sẽ giảm bớt được không đấy hỏng xe này thì ở nhà có thể có mấy cái xe đi đúng không nhiều xe hơn thì rõ ràng là cũng sẽ giảm thiểu được rủi ro đúng không hoặc là loại trừ được rủi ro đó có hiểu không đấy còn ý rủi ro có hệ thống là rủi ro sự biến động chung của tỷ suất lợi nhuận trên thị trường có tác động về hầu hết các lĩnh vực kinh doanh cho nên không thể loại trừ rủi ro này mà cách đa dạng hóa được đấy hoặc có thể hiểu đơn giản ý đa dạng hóa thì chúng ta mua nhiều cổ phiếu hơn đấy bây giờ nhá chúng ta đầu tư vào cái một cái ngành này nào đấy đúng không mà chỉ có một ngành đó bị phá sản thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể mua nhiều loại cổ phiếu ở các ngành khác đúng không thì là chúng ta giảm bớt được rủi ro đấy nhưng mà ấy rủi ro có hệ thống tức là tất cả ngành nào bị ảnh hưởng thì bây giờ chúng ta mua kiểu gì chúng ta giảm thiểu kiểu gì đúng không ta mua nhiều hơn thì cũng đâu có tốt được chưa các bạn hiểu đơn giản như thế tóm lại nốt lại phần này là gì chỉ có rủi ro phi hệ thống thì mới có thể đa dạng hóa để giảm thiểu được còn rủi ro hệ thống thì không thể nào đa dạng hóa để giảm thiểu được không thể nào lại trừ được ok còn hiểu đơn giản như vậy thôi chưa Đấy, chốt lại như thế nhá ok đó thì tóm lại này rủi ro có hệ thống còn được gọi là rủi ro không thể đa dạng hóa được hay rủi ro thị trường đấy, hay gọi khác nữa là rủi ro thị trường và được đo lường ấy bằng một cái hệ số tên là hệ số beta thì đấy cái hệ số beta đo lường kiểu gì thì mình đã ghi chữ đỏ rồi có thể đọc đây nếu một tài sản có beta mà nhỏ hơn một đấy các bạn tính ví dụ là các bạn tính được một tài sản nào đấy nhá có beta nhỏ hơn một tức là ấy, rủi ro hệ thống của tài sản này thấp hơn rủi ro bình quân của thị trường được không thấp hơn mức rủi ro bình quân của thị trường và ngược lại ngược lại tức là các bạn tính ra lớn hơn một thì tức là mức rủi ro hệ thống của tài sản này ý, sẽ cao hơn mức rủi ro bình quân của thị trường thì thôi đúng không và ấy cách tính kiểu gì thì đây hệ số beta của một chứng khoán ý, sẽ bằng là gì cốp im chia sigma m bình hoặc ý, mình có thể phân tích ở đây một chút đúng không cái cốp này ý, chúng ta biết rồi cốp thì chúng ta có thể uh, phân tích thành pab đúng không p PIM nhân sigma i nhân sigma m đấy. Đúng không? Các bạn còn nhớ công thức lúc nãy không? Mình đã nói cho mọi người là PAB, đây mình nhắc lại nhá. PAB bằng cốt AB chia cho sigma a nhân sigma b không? Thì rồi cái cốt này có phải nhân chéo cái này lên không? Cốt AB sẽ bằng PAB nhân sigma a sigma b thì đây, cốt IM sẽ bằng là PIM nhân sigma i nhân sigma m, chuẩn chưa? Đấy và chia cho sigma m bình này đúng không? Sigma m bình vẫn là dưới mẫu nhá. Đó. Thì đây, tóm lại công thức đơn giản ấy thì nó sẽ là như sau. Ừ. Một cái sigma m này chia cho một cái sigma m này rồi thì nó sẽ là PIM nhân sigma i chia cho sigma m. Đấy tùy đề đúng không? Nó cho cốt các bạn áp công thức này. Còn nếu là nó cho P thì các bạn áp dụng công thức này. Được chưa? Cái nào cũng được nhá. Đó, đơn giản vậy thôi. Trong đó này, Cốp IM là gì? Hiệp phương sai giữa tỷ suất sinh lợi của chứng khoán Y và tỷ suất sinh lợi của danh mục thị trường. Đấy, tức hiệp phương sai nhá giữa sinh lợi của cái chứng khoán này với cả thị trường luôn. Đúng không? Hoặc nếu mà các bạn áp dụng thức này thì nó sẽ là gì? Hệ số tương quan đấy của tiến sinh lợi với cả danh mục thị trường. có Còn ấy, sigma m bình tức là phương sai của tỷ suất sinh lợi danh mục thị trường thôi. Phương sai của danh mục thị trường. Nếu bạn đề muốn các bạn tính cái này để sẽ cho đúng không? Để cho những cái này có thể cho cốt hoặc có thể cho p để các bạn làm ok thì đây là hệ số beta của một chứng khoán thôi nhá còn nếu mình muốn tìm hệ số beta của danh mục đầu tư thì sao đây thì chúng ta chuyển xuống dưới đây hệ số beta của danh mục đầu tư ấy sẽ phụ thuộc vào tỷ trọng và hệ số beta của từng tài sản đấy thì nó sẽ bằng là gì beta của danh mục đầu tư p nó sẽ bằng là tổng fi nhân bi trong đó f vẫn là gì f vẫn là tỷ trọng nhá đây này f là tỷ trọng đấy giả sử có hai tài sản là a và b thì nó sẽ là gì fa nhân với cả hệ số beta của tài sản a cộng fb nhân hệ số beta của tài sản b thế thôi được không ok trong đó beta b là hệ số beta của danh mục đầu tư đây này là cái này này được chưa là hệ số beta của danh mục đầu tư thế thôi ok à, thế là hết phần 3 nhá đơn giản vậy thôi được không mình nói cho mọi người rồi tóm lại trong phần đa dạng hóa này các bạn hiểu đơn giản là chỉ có rủi ro phi hệ thống thì có thể giảm thôi còn rủi ro hệ thống thì không phải là nó lại trừ được bằng cách đa dạng hóa được, đúng không? Ok. Thì mình sẽ đến uh, phần thứ 4. Đấy, quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi thì đây là phần kiến thức cuối cùng của cái chương này, đúng không? Chúng ta xem nhá. Uh, nãy giờ chúng ta học gì? Tính toán ra rủi ro, tính toán ra tỷ suất sinh lợi. Thì bây giờ chúng ta xem này, quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi là gì? Đấy. Thì đây, quan hệ của nó được biểu hiện như sau. Tỷ suất sinh lợi ý là phần thưởng trao cho việc chịu đựng rủi ro. Đấy, và nó chỉ phụ thuộc vào rủi ro có hệ thống thôi. Đấy còn rủi ro không có hệ thống thì có thể loại trừ được, cho nên không có phần thưởng nào cho loại rủi ro này, đúng không? Tức là như nãy nói, rủi ro phi hệ thống có thể loại trừ được. Đấy, thì các doanh nghiệp nào ấy biết cách thì ta lại loại trừ hết luôn, đúng không? Còn nếu mà không không loại trừ thì kệ đúng không? Đấy chứ không có phần thưởng nào ấy cho cái việc chịu đựng rủi ro này cả. Được không? Cận như đơn giản thôi. Quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất lợi tức là tỷ suất sinh lợi là phần thưởng trao cho việc chịu đựng rủi ro đấy cho nên ý người ta mà có một câu là gì rủi ro càng cao thì tỷ suất sinh lời kỳ vọng càng cao đấy ok không tóm lại tỷ suất sinh lời là như vậy nhá thì nhưng mà các bạn nhớ là chỉ phụ thuộc vào rủi ro có hệ thống thôi còn phi hệ thống có thể loại trừ được cho nên không có phần thưởng nào hết đúng không đấy và suy ra đây này tỷ suất sinh lợi dự kiến của một loại tài sản chỉ phụ thuộc vào rủi ro có hệ thống thôi nhớ tỷ suất sinh lợi này chỉ phụ thuộc vào rủi ro có hệ thống thôi tức là gì chỉ có rủi ro hệ có hệ thống mới liên quan đến việc quyết định tỷ suất sinh lời dự kiến và mức rủi ro một tài sản hay tỷ suất sinh lời một tài sản có quan hệ xác định quyền chiều beta của tài sản đó được chưa là tóm lại cái quan trọng mình đã ghi một đỏ đây rồi nhá tỷ suất sinh lời dự kiến một loại tài sản chỉ phụ thuộc vào rủi ro có hệ thống thôi chứ không phụ thuộc vào rủi ro không có hệ thống tức là không phụ thuộc vào rủi ro phi hệ thống vì có thể loại trừ được rồi đúng không Ok. Và tiếp theo ấy là chúng ta hãy nói đến mô hình kép em nhá. Mô hình kép em. Đấy, cái mô hình này nhá, chúng ta nhắc trong môn này là cái đầu tiên. Xong nếu mà các bạn khoa tài chính ý, thì chúng ta sẽ còn nói ở trong môn thẩm định giá tài sản này và môn đầu tư tài chính nữa, đúng không? Tức là chúng ta nhắc 3 lần đấy. Chờ. Thì uh, mô hình kép em này thì sẽ ứng dụng để xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một tài sản, được không? Đấy. RI sẽ bằng là RF cộng beta y nhân vờ m trừ rf trong đó ri là tỷ suất sinh lời dự kiến của tài sản y Đây đề tỷ suất sinh lời dự kiến nếu mà xác định theo mô hình kép em không mô hình kép em nếu mà tao xác định theo mô hình kép em thì các bạn phải áp dụng công thức này nhá đấy ri là tỷ suất sinh lời dự kiến của tài sản y rf là tỷ suất sinh lời của tài sản phi rủi ro nhớ nhá hiệu f là phi rủi ro không tức là rf tỷ suất sinh lời của tài sản phi rủi ro thường được xác định bằng lãi suất trái phiếu dài hạn đúng không chính phủ còn rm ấy là tỷ suất sinh lời kỳ vọng của thị trường m là market mà đúng không m là market thì nó sẽ là thị trường beta y là hệ số rủi ro của tài sản y chờ hệ số rủi ro của tài sản y rm trừ f là cả cái này thì nó gọi là gì mức bù rủi ro của thị trường còn ấy, cả cái to này luôn này thì nó gọi là mức bù rủi ro đối với tài sản y này luôn được chưa mức bù rủi ro thị trường là cái này nhá cái này trừ cái này có mức rủi với cả tài sản y thì nó là beta nhân cái này ok đấy để theo người kép em nhá đó thì trong bài tập mình nhớ có một hai câu nó hỏi về phần này thì đến lúc trước bài tập thì mình sẽ nói đúng không ok đấy vậy thì theo cái công thức này đúng không theo công thức này thì có phải là chúng ta thấy là tỷ suất sinh lời nó sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố không đây nếu lời dự kiến ấy nó phụ thuộc vào ba yếu tố thứ nhất là rf thứ hai là beta thứ ba là rm đúng không đây, mình sẽ nói thêm cho mọi người một chút. Tỷ suất sinh lời dự kiến của một tài sản sẽ thuộc vào ba yếu tố. Thứ nhất là giá trị thời gian tuần phí của tiền được đo bằng tỷ suất sinh lời phi rủi ro RF. Thứ hai là mức rủi ro có hệ thống của tài sản, kiểu là beta y. Và thứ ba là mức bù rủi ro thị trường hay mức bù cho một đơn vị rủi ro có hệ thống RM RF. Đấy, tức là ba cái này đúng không? 1 2 và 3 là cả hai cái này luôn. Được chưa? Ok. Đấy, tóm lại các bạn chỉ cần nắm được như này thôi còn rõ ràng cụ thể các bạn cũng biết đúng không? Nếu mà cái rf này tăng đúng không thì sẽ làm cho rồi tăng, rf này tăng làm rồi tăng này, beta y mà tăng cũng làm cho rồi tăng đúng không? Và cái này này cả hai này trừ nhau mà tăng thì cũng làm cho rồi tăng, Đấy, biến động như vậy, đó vậy hết nhau, rồi vậy tóm lại qua đây này, Đấy, mình đã nói hết cho mọi người được cái kiến thức của chương số 1 này rồi còn một chữ bài tập thì mình sẽ để trong video sau mình mở cái file sẽ bài tập ra rồi mình trước của mọi người được không và bây giờ nhá đáng lẽ là mình sẽ kết thúc nhưng mà uh, mình uh, sẽ nhắc lại cho mọi người nhá nhắc lại cho mọi người là tóm lại trong chương một này chúng ta có cái gì được không tóm tắt lại nhá mình sẽ tóm tắt lại được không đấy quý mọi người nhất đúng không mình tóm tắt cho mọi người đấy ok mình sẽ tóm tắt lại từ đầu trong chương một này chúng ta học với nhau tỷ suất sinh lợi và rủi ro trong hoạt động đầu tư thì ở cái phần một ấy là chúng ta nói với nhau về tỷ suất sinh lợi và rủi ro của một tài sản. Trong đó chúng ta nói về gì? Công thức đơn giản nhất của tỷ suất sinh lời rồi. Nhưng mà như mình nói là chúng ta ít áp dụng cái này, đúng không? Chúng ta sẽ áp dụng nhiều hơn về công thức tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng. Thế cái đầu tiên các bạn cần nhớ, Chờ, r ngang bằng nhai tổng pi nhân ri thế thôi. Và thứ hai ấy, đấy là chúng ta phải biết cách tính độ lệch chuẩn của một tài sản thôi. Sigma các bạn chỉ cần nhớ đơn giản sigma bằng căn sigma bình. Trong đó ấy, nếu mà một tài sản thì sigma bình sẽ bằng như này. Tổng của PI nhân R trừ R ngang tất cả bình, được không? Và ấy, cái R ngang với cái sigma này chúng ta áp dụng trong rất nhiều công thức, đúng không? Cho nên chúng ta phải nhớ nhá, nhớ công thức. Hai cái này là hai cái đơn giản nhất rồi đấy. Và sau đó mình cũng đã trước cùng một người một cái ví dụ để, để chúng ta ứng dụng các công thức này rồi. Đó. Và sau đó, đây, chúng ta còn phải nhớ một cái nữa. Để quyết định lựa chọn đầu tư vào tài sản nào ấy, thì chúng ta phải tính được cái CV, được chưa? CV, CV ấy là gọi là hệ số phương sai, tức là gì là thước đo rủi ro trên mỗi đơn vị tỷ suất sinh lợi. đấy mình vừa ví dụ rồi, nếu nó bằng 0,5 tức là với cái tài sản này ấy, thì để nhận thêm một đơn vị tỷ suất sinh lời nó phải chịu thêm 0,5 đơn vị rủi ro. Còn nếu bằng một thì là gì? Với tài sản này để nhận thêm một đơn vị tỷ suất sinh lời thì nó phải chịu một đơn vị rủi ro. Đấy cho nên chúng ta phải chọn đầu tư vào cái nào không? có CV nhỏ nhất thì đầu tư. Đấy, mình cũng chưa một cái ví dụ rồi, đúng không? Sau đó chúng ta đến phần 2 đây là tỷ suất sinh lợi và rủi ro của cả cái danh mục luôn. Thì đến đây chúng ta phải tìm hiểu thêm một cái đây là tỷ trọng đúng không? F của chúng ta là tỷ trọng. Đấy. Thì cái tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư, mình giả sử là danh mục này có hai tài sản là A và B thì đơn giản thôi, RP sẽ bằng là FA nhân trường ngang A cộng FB nhân trường ngang B. Còn nếu mà danh mục này có ba tài sản thì sẽ là cộng thêm là FC nhân trường ngang C nữa. Được chưa? Đấy, mình có trước cùng một người một cái ví dụ rồi. Đấy. Sau đó chúng ta còn phải tính được đúng không? tính được đấy là cái phương sai và độ lệch chuẩn của cả danh mục đầu tư đấy thì công thức là như này đúng không hơi dài một tí nên các bạn phải chú ý nhá sinh mà p bình sẽ bằng là fa bình nhân sinh mà a bình cộng fb bình nhân sinh vào b bình cộng hai fa B nhân cốt ab được chưa hay hoặc là như này tại vì cốt thì chúng ta biết rồi cốt sẽ bằng pab nhân sinh mà a sinh vào b đó, ok mình cũng đã trước cùng một người cái ví dụ tổng quát rồi đúng không một người nắm được cái ví dụ này thì mọi người sẽ làm trong bài tập rất đơn giản thôi Ok. Và phần thứ ba là phần đa dạng hóa rủi ro. Thì như đã nói rồi, đa dạng hóa tức là đa dạng nó lên thôi đúng không? Đầu tư vào nhiều loại hơn. Đấy. Thì các bạn nhớ giúp mình. Trong rủi ro có rủi ro phi hệ thống và rủi ro hệ thống thì chỉ có rủi ro phi hệ thống có thể đa dạng hóa được. Còn rủi ro hệ thống thì không thể nào đa dạng hóa được. Thế thôi. Ok. Thì trong cái rủi ro có hệ thống ấy thì chúng ta phải tính cái beta đúng không? Hệ số beta. hãy bằng công thức như này đấy và nếu mà của cả danh mục thì chúng ta sẽ công thức như này đấy của cả danh mục này nó cũng giống cái r của cả danh mục ấy đúng không chúng ta lấy tỷ trọng và nhân thôi và cuối cùng là quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời thì tóm lại là tỷ suất sinh lời là phần thưởng trao cho việc chịu đựng rủi ro nhưng mà phải là rủi ro có hệ thống được chưa và chúng ta còn tìm hiểu mô hình kép em nữa đấy các bạn cũng phải nhớ công thức này nhá đấy chưa rồi đấy tóm lại trong chương này nó có một số phần như vậy thôi nó cũng rất là ngắn gọn đúng không nên mọi người cần phải nhớ những cái mình đã chốt lại như thế được chưa ok vậy thì hẹn mọi người trong video tiếp theo nhá mình sẽ chuyển sang uh, chữa bài tập cho mọi người thì mọi người nhớ vào danh kích phát để xem cho đầy đủ nhá và các bạn thích xem môn nào các bạn cứ vào danh kích phát để xem cho đầy đủ được không và các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo các mọi người bye